Xin chào mừng toàn thể tất cả quý vị, chúng ta đang có mặt tại chương trình lễ ra mắt sản phẩm và vinh danh cấp bậc các nhà phân phối của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thúy Thành Công trong ngày hôm nay. Năm 2018 chính thức thành lập công ty Thúy Thành Công. Hiện nay công ty Thúy Thành Công đang sản xuất và phân phối hai sản phẩm chính là cám gạo cà phê và cám gạo lứt mang thương hiệu TT với năng suất bình quân là 5.000 đến 7.000 sản phẩm một ngày. Xin trân trọng giới thiệu về phía ban lãnh đạo, ban giám đốc. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của chị Chu Thị Thúy. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Thành, nhà phân phối kim cương Võ Thị Diễm My, nhà phân phối kim cương Nguyễn Thị Quỳnh Giang. Xin trân trọng giới thiệu nhà phân phối kim cương Nguyễn Thị Giang. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu chị Chu Thị Thúy, là giám đốc của công ty, sẽ gửi lời chào cũng như là chia sẻ về sản phẩm mới Cam Body dầu cám gạo lô hội TT của công ty Thúy Thành Công. Kính chào tất cả hội trường. Thúy hôm nay thực sự là Thúy rất là hồi hộp, cho nên mọi người cho Thúy một tràng pháo tay ạ. Thúy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả hệ thống hơn 100 bạn ở đây. Mình đã cố gắng nỗ lực suốt những chương trình tháng 3 để mình có cơ hội mình họp mặt với nhau tại cái buổi ngày hôm nay, cũng như là Thúy luôn rất tự hào về tất cả các bạn đã sát cánh, đã đồng hành cùng công ty trong suốt những cái giai đoạn mà Thúy lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và hôm nay Thúy cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình của mình, là người đã luôn sát cánh cùng Thúy, luôn ủng hộ Thúy trong mọi trường hợp. Và người đầu tiên thì Thúy muốn gửi lời cảm ơn đó đến là chồng của mình. Thì anh Nguyễn Văn Thành là người mà đã cùng Thúy gây dựng. Và người thứ hai thì muốn gửi lời cảm ơn chân thành đó là bố, người bố sinh ra Thúy ngày hôm nay ạ. Và Thúy thừa hưởng cái máu kinh doanh đó từ bố của mình. Thúy muốn cảm ơn đó chính là mẹ Nguyễn Thị Thoa, người đã sinh ra người chồng tuyệt vời của Thúy ạ. Con mời mẹ lên sân khấu ạ. Và người cuối cùng Thúy muốn gửi lời cảm ơn chân thành đó là anh trai của mình, người đã sẵn sàng cho Thúy 5 triệu đồng khi mà Thúy chỉ là đứa cù bơ cù bất để bắt đầu kinh doanh những cái mà nó rất là bình thường mà anh vẫn ủng hộ Thúy đến ngày hôm nay. Thì em mời anh trai Chu Sĩ Thành ạ. Và Thúy xin gửi bó hoa tươi thắm đến gia đình của mình như một lời tri ân sâu sắc.